Chào thầy cô, vì trong lúc các thầy cô đăng nhập thì thường thường mắc một cái lỗi xác nhận, thì sẽ hướng dẫn thầy cô khắc phục cái lỗi này như sau. Thì khi thầy cô đăng nhập vô thì nó bắt là các thầy cô là xác nhận và có thể bỏ qua sau 14 ngày nữa, hoặc là chúng ta xác nhận là đây là tài khoản của chúng ta. Thì để qua cái này thầy cô ấn skip for now cũng được, nhưng mà cái này nó chỉ là tạm thời thôi, để cho nó hết cái này luôn á, thì thầy cô ấn next. Sau đó thầy cô chọn là chúng ta sẽ dùng điện thoại và chúng ta chọn quốc gia của mình là Việt Nam. Việt Nam, và chúng ta nhập số điện thoại của chúng ta vô 0937 616 146 và chúng ta next. Thì một cái mã xác nhận sẽ được gửi về cái điện thoại của chúng ta. Thì thầy cô nhập cái mã đó vào đây là chúng ta thành công. Thì ở trên điện thoại em đã nhận được cái mã là 824895, trên điện thoại thầy cô cũng sẽ nhận được cho nên word file. Thì là xong quá trình này, và từ đây thì các thầy cô sẽ không bị là yêu cầu về xác nhận nữa, mà các thầy cô có thể vào luôn. Đấy thì đôn là xong. Tức là thầy cô có thể đăng nhập vào Microsoft Teams bình thường rồi. Và chúng ta không phải bị dính cái lỗi này một lần nào nữa hết, và chúng ta vô thì chúng ta sẽ thấy tất cả những lớp của chúng ta ở đây. Xin cảm ơn thầy cô.